Xót xa nhìn lại những khoảnh khắc tình cảm của Hoa hậu Ngọc Châu và mẹ, Vu Lan này mất mẹ còn báo hiếu với ai đây? Với em thì suy nghĩ đầu tiên mình nghĩ về mẹ thì lúc nào bản thân em cũng cảm thấy biết ơn mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn là một cái hậu phương rất là vững chắc. Ráng cố lên, ráng vững vàng, vững tâm, đừng có sợ gì hết á. Cho con thi đạt kết quả tốt ở Mỹ một năm. Đi Mỹ á, mẹ xuống sân bay tiễn con đi. Không biết sân bay đâu. Mẹ chưa đi sân bay lần nào. Ừ. Mẹ mốt con nhờ mọi người rước mẹ xuống xuống nha. Ừ. Mẹ ơi nhớ mặc áo đó. Nè. Ai cũng nói vậy chứ. Để mẹ phải mặc áo đó thôi. Đúng rồi. Đi mình ráng cẩn thận, nhờ không biết ra giờ. Đi không có người nào mà kề cạnh hết trơn. Đi có mình thì một mình ráng. Vĩnh biệt từ nay vắng bóng rồi, anh về tiên cảnh nghỉ thiên nơi, bỏ em ở lại cùng con trẻ. Thương nhớ vô vàng nhẫn lệ rơi, thắp nén hương nồng xin khấn nguyện. Linh hồn siêu thoát lãnh trần vơi, nơi miền cực lạc nằm an giấc, nắm mộ nghìn thu vĩnh biệt rồi.